Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị tín nghiệm công ty thiết bị Khang Kiên. Này sẽ phép được trên tay các bạn giấy ghi nhiệt độ ha, nhiệt ẩm kế của hãng Sato 721084, thay thế cho cái dòng mẫu cũ là 721064 các bạn. Cái này ghi được 32 ngày và có 55 tờ. Đó. Thang đo của nhà ẩm kế này sử dụng là âm 15 đến 40 độ C và 0 đến 100% độ ẩm các bạn. Cano là SKNTH321540 các bạn. Đó. Nô là 721084, 32 đây, che ha, 55 ship, 55 tờ một hộp như vậy ha các bạn. Đó, nhập khẩu phân phối tại Khang Kiên thì nó sẽ có màu nâu ha, thay vì cái màu xám cũ của 721064 này. Đó, 2022 nó sẽ thay thế bằng cái dòng này, được phân phối bởi Khang Kiên. Sản phẩm thì luôn có sẵn các bạn. Cái sản phẩm này nó sẽ sử dụng cho các cái dòng như ẩm kế 7210 hoặc là Sigma 2 các bạn. 7210 là nó, Sigma 2 là nó ha. Đó, của hãng Sato. Đây, giấy 5 hộp luôn có sẵn để cho các bạn mua ha. Giấy 32 ngày 721084. Chúng ta ghi lại quá trình nhiệt độ ha. Nhiệt độ đoàn trong các nhà máy như là phân xưởng. Rồi xin chào.